inside. Got to work. Những rau đi kèm vào bánh mì. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng bắt tay vào làm món hamburger nhá. Đầu tiên thì chúng ta sẽ rán thịt. Ở đây thầy có thịt lợn đã xay ra rồi. Sau đó chúng ta sẽ cho chảo lên, bật bếp, đợi chảo nóng, chúng ta sẽ cho dầu vào. Sau khi chảo đã nóng, dầu đã sôi thì chúng ta sẽ cho thịt băm vào. Các bạn ấy hãy cho thật là nhéo tay không, rồi chúng ta sẽ bỏ. Chúng ta ấn để cho thịt ấy đều, thịt chín đều. Sau khi thịt đã chín, chúng ta sẽ cho lên đĩa. Qua không, qua mặt như mùi cá luôn các bạn. Bây giờ thì các bạn hãy tự tay lặn những viên thịt này đi, sau đó chúng ta sẽ cùng rán thịt lên. Vâng. Cho thịt vào trong chảo này. Như vậy thì chúng ta đã chín, chúng ta sẽ gắp cái miếng thịt này, cái đĩa này. Bây giờ thì thầy sẽ dạy các bạn trang trí chiếc bánh hamburger này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ lấy chiếc bánh hamburger ra, chúng ta để ở đây. Sau đó chúng ta sẽ cho rau lên. Chúng ta sẽ cho cà chua lên. Sau đó chúng ta sẽ lấy thịt ta cho vào giữa. Rồi chúng ta lại cho cà chua, cho rau. Và chúng ta kẹp lại. Xong rồi, như vậy là thầy đã làm xong chế không? Bây giờ các bạn hãy tự tay làm những chiếc bánh hamburger theo sở thích của mình nhé.